Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Túc Crypto. Thì theo cái video buổi chiều tối ngày hôm nay thì Túc chia sẻ với anh em một cuộc kèo cực kỳ là ngon được chưa, đến từ dự án Barbie Dog được chưa. Thì dự án Barbie Dog này thì lắm anh em theo dõi trên kênh mình lâu đấy thì cũng thừa biết là dự án Barbie Dog như thế nào được chưa. Đó thì đến thời điểm mà vào tầm đêm hôm qua ấy thì nó có tweet trên dòng Twitter của trang chính thức của dự án Barbie Dog này cho chúng ta đào cái đồng là đồng Barbie Ball nha anh em nha. Thì hồi sáng, đầu giờ sáng mình có chia sẻ hướng dẫn anh em trên group Anh Thúc Crypto của mình trên Telegram ấy. Đây, mình có tweet đây, đầu giờ sáng lúc 6:22 đây, được chưa? Đấy, thì ở cái video này thì mình hướng dẫn anh em nhanh về quả kèo này. Thì theo thông tin của dự án Barbie Dog này, được chưa? Thì vào cách đây khoảng tầm là 11 giờ trước này là đã được 750.000 user và 9 giờ trước là được là 1 triệu user, tức là cái tốc độ user tham gia kèo nó khá là nhanh và nhiều luôn, được chưa? Và trong tuần tới thì nó sẽ ra cái thẻ combo bí ẩn đại loại như cầu Hunter Combat ấy, được chưa? Và hiện tại là 25 phút này này thì nó đã được là 1.500.000 user, khá là kinh khủng đúng không anh em, được chưa? Và dự án Barbie Dog này thì anh em theo Barbie Dog thì cũng thừa biết là nó phần đa là lit full sàn rồi, được chưa? Và ngoại trừ Binance rồi, còn phần đa là nó full hết sàn rồi, ok chưa? Và nó ra chương trình là đào cái đồng Barbie Ball này thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Đường link mình cứ để dưới phần mô tả nếu anh em chưa tham gia kèo này, được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ click vào đường link này, được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ là click vào phần star cho mình này, đúng không ạ? Star này. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ click vào phần là to start game này, được chưa? Rồi sau đó thì nó chuyển hướng anh em giao diện của game. Đấy, thì anh em đến cái giao diện là khai thác chính của dự án Barbie Boa này, được chưa? Tiếng Anh mình nói chung tiếng Anh mình rốt lắm, được chưa? Nó tên là BAWS này, được chưa? Boa thì phải, được chưa? Mình cứ đọc nó Boa cho nó đây, được chưa? Barbie Boa này. Thì phương thức khai thác thì có hai phương thức khai thác chính. Phương thức đầu tiên đó là phương thức chúng ta kích vào nhiều lần, được chưa? Khi mà cái số này nó hết thì anh em phải chờ nó đầy lên. Ví dụ như là 230 của mình là 235.000 đúng không ạ? 953 thì chúng ta kích vào, khi mà nó hết thì chúng ta phải chờ nó đầy lên. Ví dụ như chờ 24 giờ đấy hay là chờ mấy giờ thì nó sẽ đầy lên để cho chúng ta lại vào kích tiếp này. Phương thức khai thác thứ hai là chúng ta kích cái phần ớt này, được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ là đại loại như là chúng ta kích vào đây, chúng ta mua cái gọi là nhận cái thẻ ảnh của nó ấy để chúng ta nhận ví dụ như là cái lợi nhuận mỗi giờ đấy, đại loại như kiểu trên Hunter Combat là lợi nhuận mỗi giờ đấy, được chưa? Đấy, ví dụ chúng ta mua cái thẻ Crypto Grand này hết tốn là 829 cái đồng Barbie War này thì đổi lại chúng ta sẽ nhận được 50 cái đồng đồng là Barbie War này nhá, trên một giờ này, đấy chưa? Đấy, đại loại như là mua nhận thẻ ảnh và chúng ta nhận cái lợi nhuận mỗi giờ đấy, đại loại như thế đây. Và cái lợi nhuận mỗi giờ này thì cứ 3 tiếng chúng ta sẽ vào chúng ta nhận một lần nhá. Quá 3 tiếng thì nó sẽ là dừng, nó sẽ không lợi nhuận mỗi giờ cho anh em nữa. Đấy, hiểu nôm na như thế. Để mà mua thì chúng ta kích vào, được chưa? Kích vào chúng ta kích phần let card này, được chưa? Thẻ mới này, được chưa? Đây, chúng ta kích vào phần mua này. Chúng ta thích con nào thế, cảm thấy con nào nó ưng cái bụng ấy, hay là nó mà lợi nhuận nó cao ấy thì anh em có thể mua này. Ví dụ mình mua này, đúng không ạ? Đấy, mình gọi để mua cho anh em một cái thôi, ok dạ. Và số trên này sẽ trừ đi và cái lợi nhuận mỗi giờ của anh em nó sẽ tăng lên ở cái phần này, đúng không ạ? Đấy, đấy. Và thứ hai nữa anh em có thể là mua cái bot này, mua cái bot để chúng ta click vào nhiều lần này, đúng không ạ? Click vào nhiều lần, cái này thì nó mới ra hôm qua thôi thì nó vẫn là commission, đúng chưa? Đấy, commission này nó đại loại như cho anh em miễn phí mấy cái lần trong ngày đấy, được chưa? Cái này tăng tốc độ này, vì hiện tại là hai cái này là vẫn là commission, tức là đang cập nhật vì kèo này nó mới đạt đêm hôm qua mà, đúng không ạ? Rồi thì muốn tap nhiều lần thì chúng ta kích vào, ví dụ như một lần tap nào hiện tại của mình là 5 lần tap đây, được chưa? Thì chúng ta sẽ tốn là phí tương ứng với phí Barbie Dog qua này tương ứng, được chưa? Ok, và cái nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ stack này. Nhiệm vụ này là vụ friend invented, là chúng ta sẽ là kiếm cái đồng gọi là kiếm tuần từ red ấy, được chưa? Kiếm phần trăm từ red ấy, được chưa? Kích phần start này, nhiệm vụ stack của nó. Nhiệm vụ stack thì nó cũng đơn khá đơn giản, thì chúng ta sẽ là điểm danh hàng ngày này, hàng ngày chúng ta sẽ kích cái phần này, kích cái phần trên này, được chưa? Kích phần collect cho mình này. Đấy, đương nhiên mình làm rồi, mình collect từ sáng rồi cơ, được chưa?
thì nó hiện màu hơi đỏ đỏ và vàng vàng. Vậy là chúng ta đã còn lấy hàng ngày đây, giờ chúng ta nhận cái số coin tương ứng. Ví dụ như là chúng ta được 10 ngày thì chúng ta sẽ được 5 triệu cái đồng Barbie Poa này anh em nhá, được chưa? Ok, thì nhiệm vụ sẽ tách này tiếp. Sau đó thì nhiệm vụ chúng ta sẽ follow trên Twitter này, trên group của nó này, là chúng ta nhận thêm 5.000 cái đồng này nhá, cho nó kích vào cho mình này. Ở chúng ta kích phần join này, join Barbie Dog, được chưa? Đăng ký này. Ồ, cái này không, cái này anh em thoát ra cũng được, được chưa? Vì không cần đâu. À, kích phần check cho mình này. Rồi ok nha. Rồi tiếp sau đó thì tiếp tục là join group này. Rồi, tham gia này, kích vào bài này. Dạ, kích phần check này. Ok ạ. Ok chứ. Phần này thì vẫn đang lỗi này, anh em có thể check đi lại này, được chưa? Rồi cái nhiệm vụ hàng ngày thì cũng thế nha anh em nha. Rồi kích vào back này. Rồi check này. Rồi tham gia rồi. Ở cái check này, cái này nhiệm vụ ở dưới là vẫn đang lỗi nha. Ok, ở video này mình gửi tới anh em từ dự án Barbie Dog. Chúng ta sẽ khai thác cái đồng Barbie qua đến từ dự án Barbie Dog, một dự án cực kỳ là ngoan và ăn chắc 100% anh em nha. Em cố gắng tham gia giúp cho mình nha. Mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo.